Đấy thì ở đầu video là thì sau khi mà mình đăng những cái video mà mình được kiếm được mớ chim ri mọi người. Cái là mấy anh em ở gần nhà vô xin không tuyệt phát nào rồi. Đấy, mỗi người xin con, mỗi người xin con ở đây người ta khoái nuôi chim ri lắm. Đấy. Nó mấy con này thì dễ thôi, mấy con này giờ nó lớn hết rồi mọi người. Hôm qua lúc mà mình đăng video chim ri lên nè. Cái là mấy anh em ở gần á lại xin đồ, người xin con hết rồi. Đấy, cái còn con này cũng bị xin luôn nè. Đấy mà chưa lấy đấy. Mình thì có gì đâu mà. Mình thì không 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 phải giữ làm gì cả, tại vì chim ri quanh nhà mình cũng đang là làm tổ á. Đấy. Nếu mà anh em ở gần mà thích nuôi thì đến lấy thôi, mà con này nữa là hết rồi, con này nữa là cuối cùng luôn rồi đấy. Đấy mà chưa chưa tới chưa thấy tới lấy. Còn cái ổ trên buồng chuối á, mai mốt nó lớn rồi bắt cũng được. Nó bằng này là nó chuẩn bị nó biết bay rồi mọi người ạ. Nè. Lông lá nó ra đầy đủ hết rồi. Đấy. Mấy chim ri này thì nó không có giá trị gì hết mọi người. Có điều là người ta kiểu nó ăn lúa. Đấy thành ra là nó quá dễ nuôi. Nuôi mấy chim ri này thì quá dễ luôn rồi. Nó chỉ có ăn lúa thôi à. Đấy rất là dễ nuôi cho nên là mấy anh em gần đây cũng khoái. Đấy, người kiếm con về nuôi chơi vậy đó mọi người. Mà hút mật thì lại không thích nuôi nhé mọi người. Hút mật không thích nuôi tại vì hút mật ăn cám và phải mất tiền. Đấy thế mới khổ. Thành ra là mấy anh em chỉ thích nuôi chim ri thôi, nuôi đỡ tốn tiền. Nó kêu cũng hay mà, nó kêu cũng vui mọi người. Ui dồi ôi. Dục. Dục cái gì mà dục xa dữ vậy con? Dục gần hay chứ? Nam cái gì vậy? Đấy thì sáng giờ bẫy cả hơn tiếng rồi mà vẫn chưa thấy con nào về mọi người. Đấy, chắc bữa nay ế ẩm rồi. Tình hình bữa nay bẫy ế quá mọi người. Ôi mấy con vịt nó kéo nhau vào lên nó đẻ này. Đâu, bữa nay đi thu trứng được mấy trái đâu. Một trái này. Con này có không? Đây hai trái nữa. Trứng vịt mà nó nhỏ như này là mấy con vịt nó mới đẻ mấy lần đầu mọi người. Trứng nó bé vậy này. Đấy, nó bé nó lớn hơn trứng gà có tí xíu à. Đấy còn mấy như mấy con vịt mà nó đẻ lâu rồi đẻ mấy lứa rồi quả trứng của nó hơi bị to. Đấy nay được ba trái. Đấy mấy con gà này mình cũng tính thả ra đấy nhưng mà chưa đâu mọi người. Trời thời tiết nó cũng thất thường lắm, lúc nắng lúc mưa thất thường cho nên là không nên thả cái giấc này. Đấy, thà nó nắng nắng hẳn. Còn mưa là tuyệt đối là không thả ra rồi. Còn lúc nắng lúc mưa như thế này thì thôi. Đợi cho nó lớn cho nó cứng thêm nữa mới thả ra ngoài mọi người, không nó dễ chết lắm. Nhất là mấy con gà tre nó yếu lắm. Đấy thì bây giờ qua trưa rồi mọi người. Mình đang là tiến hành bắt chim vô này. Mang chim vô cho nó mát này. Thì phát hiện dính một con chim sẻ nè mọi người.
À, nó nhìn hay chưa? Đấy, bẫy hút mật ở nhà dính con sẻ này, con sẻ thứ hai đó mọi người. À. Đấy, ông nằm một đống đau buồn. Nó dính chim sẻ vậy nó làm chim mình hoảng chứ có được cái gì đâu. Kiểu nó vô nó tính lùa chim mình hay sao mà. Đấy, mấy con này người ta hay bẫy keo xong rồi người ta làm thịt rồi mọi người. Đấy, nhưng mà chim làm thịt ăn nó cứ như thế nào mọi người ạ? Thà ăn gà ăn vịt hơn ăn, tự nhiên là ăn chim. Đấy, thôi bay đi luôn nhá. Đấy, bay đậu hàng rào nó nha. Đấy, bây giờ trưa rồi, bây giờ mang chim vô trong nhà cho nó khỏi nắng, cho nó mát, bẫy giải trí vậy thôi chứ quan trọng gì đâu mà. Có không có cũng đâu có sao đâu. Quạ. Con âm màu màu vàng. Quả ơi. Ôi. Quả ơi. Quả ớt. B. T. Hoa gì? Hoa gì? Hoa phượng. Quy. Cái gì? Cái quạt. R. Quả roi. Cái gì? Sao trên đây nó ghi quả roi? Quả gì? Quả roi. Quả mận mà. Quả gì đây? Quả mận. Quả mận. Quả mận. Tuấn Nguyễn, em làm cám cũng bị như anh. Đúng rồi, nếu như mà rút kinh nghiệm, mọi người làm một hai lần sẽ có thêm cái kinh nghiệm mà. Làm khô thì bị cái là khi mà mình đẩy cám ra nó rất là nặng, nhưng mà làm ướt thì nó sẽ bị dính như thế và bị toang nha mọi người. Cố gắng làm khô hơn tí xíu nữa, mình làm như vậy là quá là nhão rồi. Lê Huy Hoàng, anh ơi chim hút mật ăn cám chim chào mào được không? Ở Bình Dương có mấy người mua chim của mình mới về cho ăn cám chào mào chết hết rồi đấy. Khoa Anh, cho em hỏi chim của em thời gian trước em cứ bỏ chung nước lớn vào cho nó là treo lên là nó tắm liền, còn gần đây nó không thèm tắm nữa. Rồi lông đuôi nó kiểu cứ sơ sơ, vậy là nó bị suy rồi. Chim nó yếu là nó sẽ không tắm, tự động nó tắm đâu, chim phải sung, khỏe mạnh thì nó mới tắm. Đấy, còn chim mà kiểu như thế, như kiểu của Khoan kể là chim bị suy rồi đấy, coi lại cái cám coi. Đấy, có những con chim nó vẫn ăn cám bình thường. Nó, tuy vậy nó bị sẽ bị kiểu suy dần dần. Ở đây nghĩa là cái cơ thể của nó chỉ có hấp thụ khoảng bao nhiêu nhỉ, đủ khoảng 80% hoặc là 90% cái lượng cám nó ăn vào, nó chỉ hấp thụ được 90% nhu cầu của cơ thể thôi. Đấy, thành ra nó không đủ để cho con chim nó khỏe mạnh. Đấy, thì cứ càng ngày từ từ càng ngày nó càng yếu đi dần dần. Đấy, nó là cái dụ yếu dần dần nó là như thế đấy. Linh Trúc, dùng thuốc tiêu hóa của em bé được không? Được, dùng thuốc tiêu hóa em bé được luôn. Chim bắt đầu ăn cám khô rồi thì cho nó ăn gì nữa? Không ạ, nó ăn cám khô được 2 ngày rồi, giờ xù lông lên. Cám khô 2 ngày mà xù lông lên nghĩa là nó không có ăn cám khô á. Chấm nước vô cám khô cho nó ăn được nhiều hơn. Đấy là một cái mẹo. Còn nếu như mà để nó ăn cám khô nó ăn được cái ít à. Đấy, nó ăn ít quá thành ra nó bị xù. Chứ đừng trong cái thời gian mà tập cám thì thường mình không cho ăn thêm một cái gì nữa mọi người. Ví dụ chẳng hạn như nhà mình có trái cây đi, mà lúc nó đang chưa biết ăn cám mình bỏ trái cây vô cái nó nghỉ ăn cám luôn. Đấy, suốt ngày nó vô nó bú cái miếng cam á, rồi
thì rồi 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 cuối cùng nó cũng đâu có biết ăn cám đâu mà. Đấy, cho nên là chim mình nuôi thường chừng nào biết ăn cám đã, rồi ăn cái gì thì ăn. Còn đâu mà không chưa biết ăn cám thì nhịn hết. Nếu mà trong cái thời gian mà ăn cám khô đấy mà nó yếu, nghĩa là nó ăn được ít quá, chấm nước thêm vô cho nó nha. Mùa này bắt đầu ghép đẻ được chưa? Được rồi chứ, nếu như mà đặt đặng có như cái kiểu sở thích muốn ghép đẻ thì phải ghép ngay bây giờ. Tại vì chim hút mật là tháng 11, 12 là bắt đầu nó đẻ rồi đấy. Ghép đẻ 5 màu trống với 7 màu mái được không? Úi giời, có lắm mà được. 5 màu trống mà nó gặp con 7 màu mái, hoặc là nó gặp con 5 màu mái, nó dí nó đánh cho thấy bà luôn rồi. Đấy, cái khó ở đây khi mà ghép 7 màu, ghép đẻ chim hút mật ấy, đó là phải làm sao cho hai con chim nó không có đánh nhau. Đấy, trước tiên là phải như thế đã. Nhốt chung hai con mà đã biết ăn cám chung lại với nhau. Đấy, làm cách nào cho nó không đánh nhau. Đấy mới là cái khó mà đến bây giờ mình chưa biết là cách là làm thế nào cho nó không đánh nhau nữa. Chỉ em cách làm sao để bổ già hót. Bổ già hót thì cứ nuôi là nó hót chứ sao giờ. Chim mình bạn cứ nuôi một thời gian đi. Thường thì chim nó biết ăn cám là bắt đầu nó hót lai rai dần dần rồi đấy nha. Bạn ơi, mình cho phơi nắng cho chim tầm bao lâu là được? Phơi tới khi nó há mồm luôn. Không, làm gì phơi há mồm ghê vậy. Thường thì mình phơi nắng ấy, thì mình kết hợp với lại tắm luôn. Đấy là con chim nó không có há mồm. Với lại phơi mình nhìn nắng. Ví dụ nắng lúc rằm ấy thì tầm nửa tiếng. Nắng thông ấy, thì tầm 15 phút. Đấy, còn nắng gắt nữa, nắng gắt gao luôn ấy, thì tầm 10 phút thôi. Quan trọng là cái giấc nào. Mình thường là mình phơi nắng giấc sáng á thì con chim nó đỡ bị hóc hơn nha. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.